Sáng ngày 18 tháng 4, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định chủ trương đầu tư nhiều dự án dân sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trì kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận. Một số chỉ tiêu như tăng trưởng GRDP của thành phố còn thấp do nhiều nguyên nhân, trong đó giải ngân đầu tư công chậm, chưa dẫn dắt đầu tư, hấp thụ vốn của doanh nghiệp thấp, thị trường bị thu hẹp. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ họp chuyên đề lần này, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét cho ý kiến thông qua 16 nội dung do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình như chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây mới, nâng cấp cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 146 trạm y tế phường xã thị trấn, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới trường trung học cơ sở Hai Bà Trưng, quận 3, quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp cải tạo nghĩa trang liệt sĩ Bình Chánh, Bình Tân, dự án tu bổ, phục dựng một số di tích lịch sử cấp quốc gia. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên môn giải trình, làm rõ nội dung trình. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu các tài liệu thảo luận, làm rõ sự cần thiết, căn cứ pháp lý, sự tác động của các dự án tờ trình. Tại kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã trình bày 16 tờ trình để Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét cho ý kiến thông qua chủ trương đầu tư cho 6 dự án, cùng với đó là xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 lần 3 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023.